Chào mừng quý bạn và các vị đến với series video tìm hiểu và khám phá đồ gỗ được thực hiện bởi Đồ Gỗ Tùng Tám. Các video mới nhất sẽ được update vào 21 giờ tối thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Mọi người nhớ bấm like, đăng ký kênh để có thể xem được những video mới nhất của chúng tôi. Trong video ngày hôm nay thì tôi xin giải đáp một số câu hỏi của các bạn như là gỗ tần bì là thuộc nhóm mấy, hay là gỗ tần bì có tốt không? Thì gỗ tần bì thì được lấy từ cây tần bì có tên gọi khoa học là Fascinus, viết tắt là AFS, thuộc loài thực vật thân gỗ có hoa thuộc họ Olive. Tần bì thì là loại lá rụng vân gỗ khắp nơi trên thế giới nhưng chủ yếu là châu Âu và Bắc Mỹ. Gỗ tần bì thì có vân gỗ rất đẹp giống vân gỗ Pơmu của Việt Nam, và gỗ tần bì có vân gỗ thẳng, mặt gỗ thì thô đều, thịt gỗ chắc, màu vàng nhạt gần như là trắng. Tâm gỗ có màu sắc đa dạng, sơn BU màu sắc rất đẹp, đặc biệt là giá thành tương đương với sồi. Gỗ tần bì nói chung thì có rất nhiều loại, có thể kể đến như là tần bì trắng, tần bì tamo, tần bì bí ngô, tần bì đen và rất nhiều loại khác. Gỗ tần bì thuộc nhóm mấy thì gỗ tần bì hiện nay toàn bộ là gỗ nhập khẩu, không nằm trong danh mục các loại gỗ tự nhiên khai thác hoặc là sử dụng tại Việt Nam. Chính vì vậy là chưa có phân loại nhóm cho loại gỗ này. Làm tủ bếp gỗ tần bì có tốt không? Thì gỗ tần bì là loại gỗ cứng, chịu được lực nén, độ bám đinh và ốc vít thì tuyệt vời. Qua những kiểm định chất lượng khắt khe thì cho thấy tủ bếp gỗ tần bì thì là một sự lựa chọn sáng giá. Gỗ tần bì thì có khả năng chịu lực tổng thể rất tốt, độ kháng va chạm và chống sốc của tần bì cũng rất tốt. Khả năng chịu nhiệt, chịu nén, chịu nước của loại gỗ này thì cũng rất tuyệt vời. Gỗ tần bì thì nếu được khai thác đủ tuổi thì thông thường là sẽ có mùi hương rất dễ chịu. Với đặc điểm ít cong vênh, có rút nhanh khô, loại gỗ không mối mọt thì rất thích hợp với thiết kế định dụng cụ nhà bếp có môi trường ẩm ướt đang được các chuyên gia chia sẻ khá nhiều trên các diễn đàn về gỗ. Với những thông tin hữu ích trên thì quý vị có thể trang bị thêm kiến thức cho mình về gỗ tần bì và để có thể sắm gia đình những món đồ nội thất tốt nhất.